Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là sàn lạnh của Daihatsu Stereos. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Formula tại Thái Lan. Đời xe nó sẽ sử dụng là từ đời 98 đến đời 2000. Mã sản phẩm của nó là 9058-0060. Với cái Daihatsu Stereos này, nó có một đặc điểm khá là giống với con Isuzu Highlander. Nhưng em nhìn nhá, về cái chiều kích thước của nó thì cũng hơi khác một chút. Về cấu tạo của sản phẩm thì sản phẩm được thiết kế 100% nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm cao cấp. Và đây chính là hai cái đầu để chúng ta bắt đầu co anh em nhé. Đây, đây, đây em nhìn này, sản phẩm của Thái Lan này, Formula Thái Lan này, đó, đây là cái mã sản phẩm là Daihatsu Stereos, là Stereos tại Việt Nam, đây là tên của sản phẩm. Vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua những cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của Daihatsu Stereos. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.